Nên sẽ thầy hôm nay sẽ trình bày về mạch tạo xung. Mạch tạo xung của em sẽ gồm 3 phần, đó là tạo xung 1 mili giây, 10 mili giây và 1 giây. Với 1 mili giây và 10 mili giây ở xung delay xung cộng thời ăn sẽ là clock 20 m. Ở sẽ em sẽ dùng xét cho 0 chia 32 với 1 mili giây, còn ở với 10 mili giây và 1 giây sẽ là 250 chia 256. Ghép chamber 0 ở 1 mili giây sẽ là bé hơn 156, còn với 10 mili giây và 1 giây sẽ là 195, và volumen của em sẽ là xuất nó ra. Với phần cứng của chúng ta, nó sẽ là gồm một con mic 16S887 và một cái oscilloscope. Bây giờ em sẽ nạp cái code vào hai của chúng ta. Đây, chúng ta thấy đây là cái xung của khi tạo ra với 1 mili giây. Còn với mưa đây, đây là một cái đo lượng code của em khi với 1 giây. Như ta thấy xung clock của em sẽ đổi ra là 0.2 m chia 256.95. Em sẽ làm cái phần code này vào. Máy tính của em thì nó bị lỗi này nên em sẽ phải delete và em sẽ cài lại thì nó mới có thể chạy được. Đây em sẽ nạp code một đây của em vào. Đây, ta có thể thấy có một giờ của chúng ta khá là dài, xung của chúng ta khá là dài. Còn với 10 mili giây thì nó sẽ tương tự như với xung 1 giây của chúng ta. Như chỗ này sẽ sửa lại đó là 20. Đây là delay 10 mili giây. Suất delay 10 mili giây. Sẽ combine. Nạp con. Đây là xung 10 mili giây của chúng ta. Đây em sẽ để 10 mili giây đây, chúng ta thấy. Đây nó sẽ ngắn hơn xung một giây của chúng ta. Chỉ có một đoạn ngắn thôi. Cảm ơn thầy đã lắng nghe video clip của em.